Hôm nay 15 tháng 8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về một số thay đổi trong quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số ô tô, xe máy chính thức có hiệu lực. Vì là lần đầu tiên việc cấp biển số cho phương tiện với tên gọi mới, bởi vậy dư luận rất quan tâm khi thực hiện sẽ ra sao, quy trình thủ tục có những thay đổi gì, ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu tiên thực hiện tại Nghệ An. Lần đầu mua và sử dụng chiếc ô tô 5 chỗ, hôm nay chị Trần Thị Anh đi thực hiện các thủ tục đăng ký cho phương tiện của mình. Mặc dù trước đó được nghe nói, từ ngày 15 tháng 8, biển số sẽ được cấp định danh và còn có những cách hiểu khác nhau, nên bản thân cũng có chút lo lắng. Lần đầu mình thấy cũng rất là phức tạp, nhưng mà sau khi đến mình tiếp nhận hồ sơ rồi mọi thủ tục thì mình thấy nó rất là đơn giản. Em hiểu thì nó sẽ cái biển số đấy sẽ theo mình suốt cái, nếu như mình không có sự thay đổi, không bỏ biển số đi thì biển đó mình, nếu như mình bán xe hay là sang những xe thì biển số đó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời mình luôn ạ. Còn đối với anh Đỗ Văn Tiến, do không có nhu cầu sử dụng xe cũ nữa nên đã bán lại cho người khác. Do giao dịch mua bán diễn ra từ hôm nay khi thời điểm thông tư 24 có hiệu lực và bản thân anh cũng muốn giữ lại biển cũ nên đã đến điểm đăng ký xe giao nộp lại biển để chờ đến khi mua xe mới tiếp tục sử dụng biển số này. Tôi bán xe và thu hồi cái biển cũ của tôi lại để tôi sử dụng và thủ tục rất an toàn và nhanh gọn. Ngoài những người hôm nay trực tiếp đến cơ quan chức năng để tiến hành cấp đổi biển số định danh, thì cũng có những trường hợp chưa nắm thông tin một cách chính xác. Trong đó, nội dung quan tâm nhiều nhất vẫn là những xe đã thực hiện giao dịch mua bán trước ngày 15 tháng 8, biển số gắn với xe từ trước sẽ ra sao và hôm nay trở đi sẽ như thế nào. Tuy nhiên, qua nắm bắt quy trình thực hiện từ phía cơ quan chức năng thì hiểu một cách đơn giản, đó là đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15 tháng 8 năm 2023, thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Mặc dù thông tư 24 chính thức có hiệu lực, nhưng trên thực tế vẫn còn những tồn tại liên quan đến quyền sở hữu phương tiện, mà điều này có liên quan đến việc cấp biển số định danh sau này. Bởi vậy, để đảm bảo sự truyền tiếp giữa nội dung của thông tư cũ và mới một cách liên tục, lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực giải quyết thủ tục liên quan đến phương tiện cho người dân. Mặc dù pháp luật đã có quy định khi người dân thực hiện giao dịch dân sự về mua bán trao đổi phương tiện, thì trong vòng 30 ngày phải làm thủ tục sang tên đổi chủ. Thế nhưng chiếc xe của anh Nguyễn Văn Mùi đang sử dụng vẫn đứng tên chủ cũ. Do đó, để được cấp biển số định danh, bắt buộc phải có xác nhận của chủ xe trước. Người bán kia họ đi rồi thì giờ họ còn về sáng tên ấy, em là đâu. Thì giờ phải để là người bán xe để mới đủ được hồ sơ cho em. Ngoài một tỷ lệ nhất định phương tiện là ô tô thì đang còn tồn tại một lượng lớn mô tô, xe gắn máy, mua bán, giao dịch dân sự chưa tiến hành các thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ cũng khá vất vả khi phải tiến hành các hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng quy trình để được cấp đổi biển số định danh. Điều này nó cũng là nằm trong dự đoán của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh, cho nên là dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo công an thành phố thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vinh đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng và các cái phương tiện máy móc để mà giải quyết cho người dân khi đến làm thủ tục đăng ký xe mô tô và xe máy điện trên địa bàn thành phố Vinh trong thời điểm này. Là địa phương có số lượng phương tiện biến động lớn nhất cả nước, bởi vậy cùng với thông tư 24 năm 2023 có hiệu lực được coi là chính sách mới để Nghệ An tiến hành thực hiện đồng bộ mục tiêu tất cả phương tiện ô tô, xe gắn máy đều có thông tin pháp lý chủ sở hữu rõ ràng, biển số định danh cá nhân người sử dụng được cấp một cách toàn diện. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, thông tư 24/25 ban hành thì lãnh đạo công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo trực tiếp, đôn đốc chỉ đạo trực tiếp công tác tập huấn, hướng dẫn về thông tư 24/25 đối với cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký. Khi triển khai cái thông tư 24/25 có hiệu lực thì một số người dân trong quá trình đến thực hiện thì vẫn có tình trạng là chưa nắm bắt đầy đủ thông tin về các cái quy định mới của thông tư 24/25 này. Trong quá trình ấy thì cán bộ chiến sĩ của tiếp nhận hồ sơ, công tác đăng ký đã hướng dẫn cụ thể rõ ràng để người dân thực hiện theo đúng quy định. Như vậy, việc thực hiện phương thức cấp và sở hữu biển số theo định danh cá nhân không chỉ giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe, chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn khi tham gia giao thông, đảm bảo quyền lợi trong sở hữu phương tiện tài sản cá nhân.